Rồi, hello, tôi xin chào bạn đến với kênh QTCO của Trung ha. Thì bữa nay Trung còn 7 cây. Trung còn 7 cây mai tầm lớn mà. Tầm lớn thì Trung sẽ giao lưu anh em luôn. Thì trong 7 cây này là có 4 cây Trung sẽ giao lưu là 1 triệu 2. Là 4 cây đầu ha. Là Trung sẽ giao lưu là 1 triệu 2 Trung bao ship. Rồi 3 cái cuối Trung sẽ giao lưu anh em là 1 triệu. Nói chung là những cái giá là giá sát sàn luôn. Giá không còn gì để là rẻ hơn giá. Đó, thì các bạn thấy bo này thì Trung dám bao bạn là ghép trên 10 năm. Phải nói là trên 10 năm chứ Trung có thể đoán là nhiều. Bạn thấy cái cây hoành bà lớn gì đâu mà bo ra đã ghép liền. Còn cái bo ghép là bạn thấy nè, bo ghép thì nó chà bá thôi. Thì Trung sẽ đo thông số luôn ha. Rồi Trung chúc anh em luôn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui và thành công trong việc làm của mình. Để mình có nhu cầu, nói chung là mình có dư giải, mình có nhu cầu thì mình sẽ chơi mai và mình chơi bonsai thì cho giải được cái những cái xả chết để người thêm làm mệt nhọc gì bạn. Cây hoành này bạn thấy không? Đó, cái bo ghép và đã chín phân rồi thì bạn thấy nó bự tới cái nào rồi ha. Thì cái hoành này thì nó được 15 năm bằng đó, 15 năm rồi thấy không, 15 năm. Trung thì nghèo rồi, bán hoài mà không mua nổi cái thước. Một con này thì hai giò, một cái giò này, giò này bạn mình nhìn thấy cái cũng là ok nè, thấy không? Đó, đằng sau nhìn cũng là một cái dáng hình nằm đây. Trung sẽ mở rộng cho bạn xem ha. Đây anh em thấy giò đó, nói chung là một cái gốc hoàn toàn không có lỗi luôn, thì rất đẹp. Ở gốc này thì nếu như gốc bự bự này thì đa số nó cũng muốn xù xù hết rồi. Đây bạn thấy một dàn dàn đế dưới này ha, thấy chưa? Đó, nhìn một cái gốc rất ok. Bo ghép đã liền 100% này, nhưng cái mai lớn này bo ghép liền thì các bạn cũng hơi là nói chung là hơi hiếm bạn. Cũng hơi hiếm đó ha. Thì Trung sẽ giao lưu luôn. Rồi cây này là Trung sẽ giao lưu anh em giá 1,2 triệu, Trung sẽ bao ship cho anh em ha. Thì tại Trung bắt các bạn biết rồi, những anh em mai này là mai giảo Thủ Đức bằng 9-12 cánh. Bông thì các bạn khỏi lo, bông bự, cây khỏe, bộ đế thì ok luôn. Trung gửi đi thì Trung sẽ bó cái bầu ha, cái bầu này cái chậu này gửi đi không được. Và cây này thì các bạn đi cái gì, các bạn nên mua cái chậu 4 tắc nha. Chứ tại cây này trồng chậu bự chứ phải chậu 3 tắc mà. 4 tắc bự, 4 tắc 5 tắc được. Nói chung là 5 tắc cũng được, Trung sẽ kèm theo giá thể cho anh em luôn. Cái chậu hiện giờ Trung đang bỏ là một cái chậu 5 tắc nè bạn. Ủa đúng ta. Chậu 5 tắc phủ bì kìa. Chậu này nè, là chậu 5 tắc phủ bì ha. Bạn nào bạn nó mua chỉ chậu 5 tắc đây cho nó bự ha. 4 tắc nhỏ quá, còn 6 tắc thì bự quá. Còn bà phải mua chậu 5 tắc. Đó, chậu 5 tắc thì anh em về mua bỏ vô rồi trồng ok. Cây này bạn thấy cái ghế này, đó. Một cái ghế hình rất là quái, nhìn nói chung là tàn cành thì các bạn yên tâm, cây như cái này thì tàn cành tròn gió đều dân. Rồi chiều cao cái em này thì được 72 bạn, chiều cao 72, bạn thấy chiều cao khủng khiếp không? Còn dàn tàn ngang của em nó thì được 75. Cái mai của Trung thì các bạn biết rồi, tàn là Trung để tàn ngang hết từ đầu tới cuối chứ không cái để Trung bỏ cho bạn xem. Rinh mấy cái mai này rất Trung bỏ ăn luôn. Ui dạ, chết. Đó bạn thấy không? Dàn tàn là tàn ngang mà ha. Đây là tàn ngang đó ha. Còn cái này rồi nó nhìn lên đổi chung là nhìn nó nhìn cái nó nhìn cái cảm giác tàn nó cân đối cái mai mà. Nhìn nó đẹp cái mai. Đó bạn thấy không? Rất ok ha. Cây này hồi xưa thì lúc trước Tết thì nó cao cả mét, là bạn thấy trên đây là bấm bằng ngón tay cái Trung nè. Còn con chân cái với cái tay cái đó bấm là nuôi tàn chi lợi, nói chung là đều từ lớn dưới lên trên, là các bạn thấy bây giờ là đều dân rồi, quá tuyệt vời rồi, không còn gì bằng. Thì Trung sẽ giao lưu anh em giá 1,2 triệu, thật là rẻ cho anh em chơi để anh em mình có cái điều kiện mình bỏ vô, chẳng hạn như cái nhà mình là mình buôn bán gì lớn sẽ bỏ giữa nhà này, nó sẽ rất đẹp, tại cái này là dòng mai lớn mà chứ không phải là tầm trung nữa. Và những cái gốc này thì anh em sẽ chơi càng ngày nó sẽ càng có giá trị, tại các bạn biết những giờ bây giờ các bạn kiếm thì Trung nói thì anh em hô chửi Trung, chứ thực tế là giờ các bạn kiếm những cây mai mà gốc mà đẹp như vậy mà ghép trên 10 năm thì nói chung là cái số lượng cũng vẫn có chứ không phải làm có bao nhiêu, điều rất hiếm, rất ít bằng chứ không phải là còn nhiều đâu. Nói chung là không còn nhiều nhà vườn, khoảng 10 nhà vườn thì chỉ 5 nhà vườn còn thôi, 5 nhà vườn không có đâu đó, đó thì các bạn biết chứ nhà vườn lớn thôi, nhưng nhà vườn lớn thì tăng để dành cho những nhà vườn nhỏ, đa số không có đâu. Cây này là cây của Trung về chết mẹ quên số. Cái này là cây đây, đấy là cây V90, tại cái năm mấy chậu này cây chậu cũ à. Trung bo lại xuống dưới bạn. Tại các bạn biết là cũ nó để trong cái chậu chà bá, Trung sang qua cái chậu nhỏ. Trung quay cái này là cái như cái chậu mà Trung bán rồi là Trung còn để số lại, bây giờ Trung chưa số thôi, 7 cây thì vừa làm vừa ghi số ha. Anh em thông cảm nha, cái này là cây V90 ha. Bữa hôm Trung làm tới cây V15 rồi. Nhưng mà điều cái hàng V cho Trung mới có làm có tới cây 88 thôi. Rồi, bây giờ Trung bỏ 2 cây, Trung sẽ làm V90 tiếp tục ha. Bây giờ Trung làm tới đâu Trung dễ số tới đó ha. Rồi V90 ha. V90 V91. Đúng rồi. Không có làm ăn gì được ha. Rồi đây là cây V90 là cây đầu tiên của Trung, với giá là 1,2 triệu, Trung bao ship một em hình thú nằm. Cái góc bên đây là tạc xô. Bạn nhìn cái góc bên đây là bằng trình, nhìn mà cái mặt bên đây. Ui da, nặng muốn chết luôn. Cái mai gì đâu mà rinh là mới gọi ăn. Các bạn thấy bên đây này, hàng này nhìn nè, đó rất đẹp nè.
thấy chưa, anh em thấy không? Đó, cái dáng này cũng rất ok ha, không còn gì để bằng chơi ha. Rồi cái này là cái đầu tiên của Trung ha, là V90 ha. Rồi Trung sẽ bỏ xuống tới cái V91. Đây Trung quay cho bạn xem ta. À, có nhiều anh em đâu Trung quay một cây mai hơi lâu, anh em chờ mà đợi cây nữa cũng hơi lâu, thì anh em cũng thông cảm giùm, tại mình mua bán mai mà. Mình mua bán mai thì mình phải làm sao cho anh em mình thích, rất mến mình thì mình mới đi giao lưu nó mới vui. Chứ còn mà bán cây mai mà bán cái ào quay cái ào nhiều khi có cái lỗi là mình không nói thì không được, nhưng mà mình phải nói lỗi nó đầu cho anh em biết rồi. Cây mai tàn tròn thì anh em thấy không? Vậy thì quá chơi có chiều hai rồi bỏ ra, anh em chơi sở hữu được cây mai kinh khủng đây. Cây mai nói chung là cũng hơi hiếm anh em. Cũng hơi hiếm mà cũng vừa gần dài nhưng không có ha. Rồi cây này cây thứ nhất ha. Rồi tới cây thứ hai là cây V91 nha nè. V91 hay trình đây bộ số rồi nha. V91 nha. Bữa nay Trung làm từ xưa giờ, bây giờ mới đầu là làm tính tới đâu là viết tới đó. Những cái số này là những cái này là những cái Trung bán rồi nha. Những cái mã số này nè, V52 rồi nè, những cái mã số đợt trước Trung bán rồi, Trung bỏ chậu đó đó. Bây giờ Trung lấy chậu Trung sang này qua, tại các bạn biết rồi. Những cái mai này thì nó một bộ đế nó chà bá rồi, nó cứng ngắt. Mình muốn dỡ đi đâu mình dỡ. À, nó thoải mái nè. Rồi cây này là cây V91 ha. V91 rồi, V91 ha. Rồi cái này là cái V91, anh em thấy nhìn cái gốc nó gốc cũng rất ok, bo ghép cũng đã liền này nè, liền 100%. Một cái con hình thú thì đó, anh em nhìn mặt này hình thú này ha, gốc nhỏ thôi chim điện nó có vỏ. Ủa sao chung nãy nó thấy rõ lắm giờ thấy kỹ ta. Đây anh em thấy nè, đó ha, một cái gốc nhìn hình thú như cái đuôi sao cái giò cái đuôi nhìn cũng rất lạ nè. Nói chung là cũng ok ha, đã liền cốt. Thì những gốc này thì nói chung là Trung giao luôn anh em, là những gốc này là những cái gốc lâu năm không, gốc trên 10 năm không, chứ không phải là gốc nào gốc nhỏ ha. À, bo ghép nè, cái bá này em thấy không? Rồi Trung sẽ đo cái bo ghép trước ha. Bo ghép chúng tôi đo dưới đây đi ha. Cái này bị chớp mình lành nè. Chỉ một chớp. À, cây này thì bo ghép thì chỉ có 8 phân thôi mà, bo ghép 8 phân ha. Còn cái hoành thì được 14 năm ha, mà cây này là xù chỗ này mà thấy xù dưới đây nè. Đó, y dạng xù ha. Để cho bạn xem xù nè ha. Đó. Đây xù nè. Đó ha, thấy chưa? Con cốc đang ngồi bà, y con cốc đang ngồi ha. Đó, nhìn thấy rất ok luôn. Nói chung là những cây bự thì là đa số những cây là có giá trị, những cây gốc đẹp à. Rồi cây này là cây V91 ha. À, cây này thì dàn tàn nó nói chung tròn đều, đi mà đều dàn tàn ngang cũng hơi nhỏ bà. Tàn ngang thì Trung nghĩ dàn tàn ngang chắc khoảng chừng 60 thôi. 70 bạn, dàn tàn ngang 70 ha. Tàn ngang được 70, còn chiều cao của em này thì được 71, nói chung là du dứt. Ây, ôi da, nặng quá. Rồi, đây là dàn tàn của em ha. Đó, anh em thấy không? Để Trung coi là cái thường. Qua anh em nhìn tàn, anh em thấy nhìn cái chi trong này không? Dù nhanh như 1 chi 1, chi 2, chi 3, chi 4, anh em mình nhìn chi trong. Còn như cái chi này nó ra đây thì nói chung mình cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà nó mất vệ sinh này. Nó ra không, đứa chi này mình nó ra trên đây là quá ok rồi. Còn chi này thì bị nấm hồng rồi bạn. Nó bị nấm hồng thì nó sẽ teo nhỏ vậy ha. Đó, bạn thấy dàn tàn không? Tàn cũng khủng khiếp ha. Nói chung là rồi cái này cái V91 ha. V91 một cái hình gốc hình thú con ngồi, nhìn hình ngồi nhìn rất đẹp, cũng liền cốt luôn. À, là cây V91 bạn thấy là chăm sóc, người ta bấm là chăm sóc tốt. Anh em về mình chăm bón ra thể. Anh em về cứ để về anh em mình chơi thôi. Rồi còn cách bón phân thì nay đã tới thời kỳ Trung sắp sửa chia sẻ cách bón phân rồi, nói chung là lẹ quá. Một tháng mà Trung hộp cho làm hai lần mà quay cái tới liên tới khúc mà tới không kịp làm luôn. Anh em thông cảm giùm. Thì anh em cứ theo lời của Trung là bây giờ mình cứ bón đạm ha, bón đạm cho tới hết tháng 7 đi. Cứ bón phân, bón đạm và bón, bây giờ bón N3M tuần rễ thôi. Giờ xịt sâu thường xuyên. Thì cứ vậy đi, rồi khi nào tới tháng 7 thì Trung sẽ bón lần con khác, Trung sẽ giới thiệu sau. Chứ nói chung là Trung cũng hơi bặn mà, hơi rất bặn. Còn cái cây này thì nó có một cái vết trên đây. Gọi là bị hồi xưa chắc đào lột da, nhưng điều một cái hình này là không còn gì để chơi cái hình con này bạn. Con này bạn không còn gì để chơi. Đó, một cái cây xù, hai cái giò sao, cái đuôi dắt ở trên, một cái còn cái bò cái mình bự. Đó, còn trên đây cái đầu liền cốt 100%. Dưới đây thì mình cái hồ diều. Nói chung là những cái cây nhìn là bạn thấy không còn gì nào chơi hết. Đó, mà điều nó chỉ có cái lỗi chỗ này là cái này bị lột da chứ không phải bị gì mà đang kéo rất đỏ bà. Đang kéo rất đỏ ha. Chúng ta xem lọ rõ ha. Đó, anh em thấy đang kéo rất đỏ không? Đó. Thì cái đó là không sao nha, cái đó là gọi là mình có thể gọi là không lỗi được nha. Gọi là không lỗi, anh em thấy không? Đó, một góc rất là ok luôn ha. Y như cái con gì đang nằm đó, nó như vậy nè, anh em nhìn vậy nhìn đại cực kỳ không, y như cái con thú ha. Con thú này bị cái dai này là bị do nó đi cắn lộn với ví dụ con này là con sư tử hay đi cắn lộn với con hổ nữa hay con gì nó bị thương, do cắn yếu quá bị thương đó. Bo ghép này đã liền 100% ha.
Còn cái mối ghép thì cái ổ mối ghép này liền 100%, còn bó ghép thì được 8,5 phân bằng. 8,5 phân cũng rất bự. Cái cây này đo hoành không biết sao đo nữa. Chỗ này nó bù phù kỳ đo chỗ này ha. Đo chỗ nhỏ nhất các bạn. Chỗ nhỏ nhất là 16 năm ha, 16 năm ha. Ở trong đo chỗ nhỏ nhất ha, còn chỗ đo chỗ bự này thì chắc hơi cao cao, đo chỗ bự luôn ha. Đo chỗ này mình tương tự luôn. Chỗ bự là 22 nha bạn, này không? 22 ha. Đó chỗ bự 22 là chúng đo dưới đây thôi nha, chứ chưa còn đo trên đây nó còn bự nữa nè, đó, đo chỗ bự này nó còn bự nữa nè. Chỗ bự đo chỗ bự này nó tới 23 năm nữa ha, bạn thấy không? Đó. Thì chúng đo đa số chúng đo chỗ nhỏ thôi nha. Anh em mình cứ tưởng tượng đó ha, mình cứ đo chi cho mình chỗ bự nhỏ bự, chỗ nhỏ là mình biết chỗ bự nó bao nhiêu rồi. À, thì đa số các bạn thấy là bạn biết rồi ha. Rồi cây này là chiều cao nó được 79 ha. Dàn tàng ngang của em này cũng hơi khủng các bạn. Tàng ngang này chắc cũng được dàn tàng ngang của em này thì chắc cũng được 70 á. 70 80 á. Dàn ngang được 80, các bạn thử là thử coi. 75 các bạn, tàng ngang 75. Rồi cây này là cây V 92 ha. À, chung không có dễ số luôn ha. Giờ bây giờ chúng mới dễ nè. Anh em cứ yên tâm nha, tại sao thầy chúng làm những bữa nay chúng luôn có 7 cây chúng quên dễ số chứ 15 cây thì chúng xóa clip chúng làm lại rồi. Tại bữa nay có 7 cây thôi chúng cái này cây V92. Rồi bữa nay nói chung là chúng làm từ V90 tới V97 bạn. Chỉ có 7 cây thôi. 7 cây còn lại thôi. Có thấy gốc không? Đó gốc bằng mình nhìn mặt bên đây thôi. Không còn gì để chơi nữa cây mai hết. Dàn tàng thì các bạn yên tâm, khỏi lo nhà mình đặt dàn tàng luôn. Dàn tàng nó cũng chung có cái cây dàn tàng khủng hơn dàn tàng này nữa mà đều nó bị cái lỗi nên chung bán 1 triệu đi. Cây dàn tàng nếu anh em nào trên tàng là ok luôn. À, rồi, cây này là cây V92 ha. Đó. Để chung mở cho nhỏ đó, anh em mình dày thấy đó. Đó đây là V92 ha. À, sao không thấy vậy ta? Chung mà chung quên chung bật chấm đề đồ lớn đó. Đây cái này cây V92 bạn. Thấy không? Đó giờ gốc nè, gốc nhìn khủng không? V92 ha. Dàn tàng thì các bạn khỏi chơi rồi, tàng vu kia. Ở đây thì có cái thuốc xanh xanh này thì các bạn hỏi chung xịt cái gì thì chung sẽ nói luôn. Đây là chung xịt cái hàng Antico là mưa mà, mưa mình xịt cho nó không bị nấm. Antico, nó màu xanh. Hay là các bạn xịt thằng Kitty cũng được, Kitty cũng được. Nói chung là để chung lấy được thuốc cho bạn xem luôn, để anh em mình mua. Rồi cái cây V80 bạn, xin lỗi. V94 ha. 90 91 92 V93. Làm với cây V này V80. Cây 93 này thì xù nha bạn, xù nhưng đều nó có cái lỗi nha. Chưa chung nhất lấy các bạn ha. V93. V93. Rồi cây V93. Ui da, nặng quá. Đó cây này thì gốc nhỏ thôi bạn, nhiều điều cái gốc này nó xù rồi, mày thấy xù không? Nhỏ mới xù ha, mà được bên đây là cái dàn đế nè. Nhìn thì cũng ok ha. Đó rất khủng ha. À, bò ghép thì chưa có liền nha. Cây này có lỗi nhỏ đây nha bạn. Ở dưới đây sùn ha. Đây mở cho mình xem sùn ha. Đây bạn thấy không? Đó sùn ha. Đó có cái lỗi nhỏ xíu rồi, cái lỗi nhỏ thôi nha. Chứ phải bự nha, cái lỗi nhỏ xíu nè ha. Này anh em thấy không? Nên nếu mà chung môi sơ tay vậy là chúng nói không lỗi các bạn cũng không biết nữa. Tại cái lỗi này là bằng cái kim thôi nè. Tí xíu này bằng cái kim thôi. À, chúng sẽ cho bạn xem. Đây là bằng cái kim thôi bạn. Nói chung là không có lỗi các bạn. Xù mà không có lỗi. Đó. Coi như là không có lỗi đi ha. Nhìn cũng không có thấy lỗi luôn. Mình nói đại nó là không lỗi đi. Cho nó chắc ha. Rồi cây này là chưa liền cốt nha. Cây này là chưa được liền cốt. Đây, một cái hình thú cũng rất ok luôn, dàn tàng cũng rất đẹp. Rồi giờ rất cao luôn. Thì cây này cũng là sẽ là 1,2 triệu luôn bạn, là cây thứ tư, là cây cuối cùng của 1,2 triệu nha. Rồi chúng sẽ đo tổng số ha. Cây này thì cái bo ghép của em nó được 10,5 bạn, bo ghép được 10,5. Còn cái hoành thì được 16. Còn dàn tàng ngang thì chung nhỏ ước tính thôi, dàn tàng ngang thì ước tính thôi. Vậy là ngang có đâu quá. Dàn ngang này được 73. Còn chiều cao thì khủng bố. Chiều cao của em này thì tới 83. Đó, nói chung là chung đo sơ vậy thôi. Để đây anh em mình ước tính ha. Anh em thấy nè, một giò trước nè, giò sau bự này nè. Giò sau cũng bự nè. Đây cái là cái cho cái đuôi đi ha. Bên đây là hai cái giò ha. Đây được nói chung là đủ 4 giò mà nó không được đều hết. À, cái lưng thì cong, nói chung là đẹp cực kỳ. Cũng không còn gì để chơi. 1,2 triệu là cũng quá ok. Dàn tàng thì khủng bố rồi. Anh em thấy dàn tàng chưa? Dàn tàng thì cũng chất lượng rồi. Nên nói chung là cũng hợp lý nè. Giá rất là hợp lý. Rồi cây này là cây V 93 ha. V93. Thì nói chung là chúng làm có 7 cây thôi, các bạn đếm từ 1 tới 7 thì bạn biết rồi. V90 là nó số 00, 91 là nó số 1 rồi. Tới V93, V90, 91, 92, 93 là cây thứ tư.
Đó, vậy thôi. Rồi coi 93 ha. Đúng rồi. 93 thôi, 93. 94, 95, 96 đúng rồi. 90, 91, 92, 93 đúng rồi. Rồi cái này cây vơi 93 nha bạn. Chung đẩy cái thới trong rinh nha. Rinh nó hơi cực quá. Rồi tới cây vơi 94 là một cây vơi 1 triệu bạn. Cái này 1 triệu bao ship ha. Bạn em thấy cực kỳ. À, cái bữa hổm chung làm ở trên cái da này nè, cái cây hình gốc cái rắc quái nè. À, trên cái da cốt ra liền, trên cái da này nó bị cái nám sao. À, chứ không phải bị nấm mà chung tưởng nó bị nấm, hôm chung nói anh em là bị nấm. Nhưng thật tới là chung cạo không phải bị nấm mà. Vì dạng nó bị nắng á, nó háp thôi. À, gốc cây xù, bạn thấy gốc xù từ dưới một cái gốc rắc quái luôn mà 1 triệu thì cây này bằng cái này bữa hổm chung làm V86 nè ha. Đó thì bây giờ chúng sẽ làm lại là V94 ha. Đó thì cây này chung sẽ giao luôn 1 triệu, nói chung là bằng giá bữa hổm. Tại bữa hôm trung hôn nấm này anh em sợ nấm mà thật tế này không phải nấm mà đây bị háp thôi, háp nắng. À, về 94 ha, là trung nói lại hay là tuyên bố cây này là không có lỗi ha, cây này hoàn toàn không có lỗi luôn. Dàn tàn thì cũng ok, dàn gốc thì rất quái luôn. Gốc này thì khi hai cái rễ này bự lên anh em nhìn thấy nè, nó rất là dị, nói chung là nó rất quái vậy. À, cái gốc này thì xù ba, xù ha, xù lên. Nói chỗ này đây thì hôm nay nấm rồi, trung cạo ra nó không phải nấm, không phải bạn, nó bị háp nắng thôi. Chứ không phải bị lỗi ha. Rồi chúng sẽ đo lại là liền cốt luôn này. Rồi chúng sẽ đo lại ha. Cây này thì cái hoành nó hơi nhỏ chút xíu, hoành nó chỉ có 12 năm thôi. Rồi cái bo ghép của nó thì được 8 phân rưỡi. Còn chiều cao của em nó thì được cái thước này nó tức sao. Chiều cao của em nó thì được 72. Rồi nói chung là cây V94 ha. Đó, anh em thấy giờ gốc nè. Giờ gốc là cái đây cái rải xuống đây là nó bè ra nè, bè ra một cục bự nè, xù nè. Đó là cái anh em coi như là như dạng như nó bị giống như là cái chân để đứng ha, cái nền nè. Anh em thấy không? Nè, y cái nền ha. Đó nhìn nó rất ok. Mở bờ lớn ra cái nó tối thui đó, anh em thấy xù chưa? Đó, ở chỗ này nguyên một cái nền anh em, cái nền nè. Đó, nhìn rất ok ha. Xù đó. Đó, hồi chung sao nó hơi nó tự chỉnh màn hình nó hơi màu bạc đó, nó lấy là cái nét ha em nè, xù này như nè, mình quay cái mình quay cái điện thoại tự nó tự động mà đó, nó phải lấy nét là mà từ từ nó lấy nét là ha. Rồi cái này là cái V94 ha. Tay vào tàn của em nó mỗi lần rồi cái mai bỏ ăn ha, bỏ ăn luôn, bán mai mình trên nít bỏ ăn đây. Nằm coi sao nó còn sụp xịt, các bạn thông cảm giùm nè, tại mình cũng làm có một mình nữa. Mình nói chung là mình vừa làm chỉnh màn hình cho thật là rõ cho anh em coi nên nó cũng hơi nhiều lúc nó cũng hơi chụp chờ, anh em thông cảm giùm mình chứ mình cũng muốn quay cho mà thấy làng lá chung thì chung sóc mai thì các bạn biết rồi. Các bạn chăm sóc mai thì anh em nào mới tập trao đi chơi ví dụ một cây hai cây như này, anh em mình nói chung là anh em mình hạn chế xài phân vô cơ đi, phân vô cơ là phân NPK bạn hạn chế xài đi, bạn cứ xài phân hữu cơ nhiều đi là không có nữa tương lai. Bạn chăm sóc nó rất là dễ, nó ít bệnh lắm, còn bạn chơi phân vô cơ nhiều quá nó sẽ bệnh nhiều lắm. Nên các bạn đừng có ham cái phân vô cơ là mình chỉ để là điều khiển cái mai thôi, nó mình để điều khiển nó mà mình chơi mai là mình phải điều khiển nó ha, chứ đừng để cho nó điều khiển mình. À, ở trong nhà băng ra thấy cái mai bên đây nó bị cái này, cái này chắc nó bị gì thôi, cái nắng nó hơi cậy nó bỏ đi. Còn nếu mà anh em nào biết chơi, cái này bị này vậy thì chắc nó có nấm hồng rồi, phải coi đây, đây nó bị nấm hồng thì lấy cốc tấm lâm chét vô hết liền, thử đơn giản. Nói chung là mình chơi mai thì mình phải điều khiển các bạn, chứ đừng để cây mai nó điều khiển mình. Sáng sớm đi ra thấy ông này bị này, ông kia bị nọ, không biết mua loại thuốc nào chăm vô. Còn như mình biết rồi thì nó dễ. Đó cây này thì chúng nói bạn một cây rất khủng luôn nè, như đều gấu dàn gốc thôi, nó bị một cái luồng lỗi nói chung là hơi sâu khoảng gần tới gốc luôn. Đó thì gần tới gốc luôn, chúng đã xử lý keo rồi. Cây này thì bo ghép rồi, dàn tàn này rất là khủng luôn, dàn tàn. Tôi nói dám bảo bạn dàn tàn chứ cực kỳ đẹp luôn. Cây này nếu anh em nào mà biết chơi thì cái lỗi đó không ảnh hưởng gì hết, tại cái lỗi đó nó không ảnh hưởng gì tới cái cây hết, nó là đã là rất lâu năm rồi thì chúng ta xử lý rồi, sau này nó sẽ liền lại, nó sẽ kéo, nó đang kéo đỏ là kéo nó liền bít lại, nó sẽ làm cái nó sẽ có cái một cái lỗi như dạng người ta đục đẽo á, nhìn nó rất lạ. Nên như cây này thì rất khủng đây, như điều nó bị lỗi gì quá thôi, chung sẽ giao lưu anh em 1 triệu thôi. 1 triệu cây này chung dám hô thì bạn thử 200 mấy triệu ship thì cây này không còn nhiều tiền đâu, bên nhiêu là chung cây này là chung bán là phải nó lỗ phải gần một nửa tiền. Đó, anh em biết rồi, cái này là cái lô 1,5 triệu chung á, mà chúng bán 1 triệu là anh em biết rồi đó. Thì mà tại nó bị cái lỗi đó ha. Một cái gốc cũng này, hình nằm rất đẹp à. Hoành được 17 năm bằng, hoành được 17 năm, là hình nằm đó. Thì rất đẹp luôn, còn bo ghép cây này thì
vô cùng bự luôn. Vàng tàng thì các bạn không cần sợ gì, bao vàng tàng luôn. Hoành được 10.5 bằng cái bộ ghép được 10.5. Đây, cái này coi nè. Vàng tàng thì chung bé dám bao bằng vàng tàng thì cái rất kinh khủng luôn. Vàng tàng mà anh em để chơi, nếu mà chơi tàng chơi bông thì anh em chơi nó nói chung là chơi mãi mãi và hoài hoài luôn, không có ảnh hưởng gì tới cây hết. Đó, anh em thấy vàng tàng không? Vàng tàng anh em thấy vàng tàng khổ đất khủng khiếp, nguồn vàng tàng chà bá luôn. Chúng đo vàng tàng nghe cho anh em xem em biết liền. Nên chúng bán 1 triệu một cây này là chúng nói là chúng bán dạng như bán xả này. Nói chung là mình lâu lâu mình có. Đây. À, chiều ngang của cái tàng của nó là nó phải 80 90 bạn, dạng 90. Mà thấy chiều cao 90. Còn cái dàn chiều cao đó là được 90 luôn. Nói chung là 90 ngang, 90 ngang thì anh em biết rồi nha. Xin lật cho bạn anh em cái lá. Anh em biết rồi, những cái mai mà nó sung nó tốt anh em biết nhìn cái lá đó nè. Cái lá này cây đậu đậu gai nè, nói chung là lá khác. À, anh em thấy cái độ đậu gai gai của lá nè. Đó, gai lá giờ lá rất dày, rất cứng luôn, chứ đâu phải là nó bị lỗi, là nó bị ấy lỗi, mà điều nó rất đậm, rất tốt. Nói chung là nó rất sung. Đọt của anh em thấy nó ra lá như vậy mà đọt nó còn đang đang vượt rất bao nhiêu luôn. Cái này là gọi là một cây tàn khủng, là coi như là chung bán tàn, nói chung là bán càng tàn nên mình chơi tết. Đó, vậy đó chứ mình đừng lấy cái gốc. Còn cái gốc này thì nó chung bao đêm, anh em cầm cứ thoải mái, không có ảnh hưởng gì tới cái vụ mà chết gì đây anh em sợ. Tại cái gốc này nó bị cái đó là đã trên 10 năm rồi. Đó, người ta đã chăm sóc tốt cái này thì em biết. Mà chúng đa số tôi thấy những cái cây nào mà nó có lỗi là nó là tốt mà ghê, tôi cũng không hiểu, không hiểu lý do. Bữa nào lên hỏi chị Google coi. À, anh em thấy không? Người ta lá là rất mượt, rất sung luôn, mà gọi bởi vì mà nó bị lỗi rất tức luôn. Cây này để ở nhà chung kết thì thôi không còn gì để bằng. Một cái cây bự không không kịp. Rồi cây này là cây V94 ha. Ơi chị nói V95 nha. Cây này cây là V95 nha bạn. Là cây thứ hai của lô 1 triệu nha, tại chung làm 7 cây thôi. Cây thứ hai của 1 triệu. Tại chung làm thì các bạn biết rồi, cây đầu tiên là cây 90, cây thứ hai là 91, cây thứ ba là 92, cây thứ tư là 93. Là trong 4 cây đó là chung sẽ bán 1 triệu 2 một cây bao ship. Còn từ rồi bắt đầu cây 94 là cây nãy 2 cái rẫy, chung sẽ bán 1 triệu và cây này cũng là 1 triệu luôn, tại nó có cái lỗi. Đó thì chung sẽ bán 1 triệu luôn là cây V95 và tới cây cuối cùng là cây V96 là cây hết. Nói chung là 7 cây thôi, còn 7 cây các bạn mua chung một cây 3 triệu thứ 8 cũng không còn đâu. Dám bà ba bạn. Tôi thấy là phải dài bữa nữa hay sao mà thôi, về tuần sau sao để chúng đi săn lùng kia nữa. Rồi mà thấy cái mai này, mai định cầm cái mai cái này mà có ăn ngon, nhìn bên đây đâu có thấy bạn đâu. Quá trời bự luôn. Cây này mà đóng vô cái thùng đó, coi như là ta đem tới gỡ lại gì cái tủ lạnh luôn á. Rồi còn cái cây này thì cây kia thì chưa tàn, cây này chưa gốc nha bạn. Cây kia chưa tàn, cây này chưa gốc nha. Cũng là 1 triệu ha. Một cái gốc bạn thấy một gốc nè. Một cái gốc rất đẹp luôn, nhưng đều tàn ít nha. Cây này thì có lỗ trên đây nha bạn. Cây này có lỗ nha. Đó, có lậu sơ này mà đều đang kéo đỏ hay sao ha. Đó, một cây kia cho tàn, cây này cho gốc nha. Một gốc rất đẹp đó ha. Em nhìn gốc nè. Thấy chưa? Gốc khủng không? Đó, có lậu này anh em. Để tụi lấy nét mà nha. Cái này bạn. Từ đâu vậy? Rồi tụi cho nó lâu lên nét. Đó, có lậu không ạ? Nói chung là sao nó mù mờ kỳ quá. Cái có lẽ là nắng nó chát. Nắng chát hơi mờ ha. Đó, một cái cây, bạn thấy cái cây rẫy rất khủng ha. Một cái dàn rẫy dưới rồi, tôi nhìn quá trời khủng luôn. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn ha, cây cuối cùng ha. Cây cuối cùng này là cây hoành nó được 17 năm bạn, 17 năm rất khủng ha. Dưới đây là xù nha, xù nè bạn. Rồi còn chiều cao của em nó thì chiều cao của em nó thì được 63. Cây này tàn nhỏ quá, khỏi đo thằng dàn tàn đi. Cây này là các bạn để chơi thôi, nói chung là cây này để chơi năm sao bạn. Cái này năm sau bạn bao chơi xong rồi, còn bây giờ bạn được chơi tết thôi, chơi tết đây xong xuôi hết, năm sau bạn bấm lại là nó sẽ đẹp cái cây. Nói chung cây này thì chịu chăm là năm sau là rất ok, thầy bạn có biết rồi. Cái bộ ghép này, bộ ghép nó chà bá luôn, chúng đo là bộ ghép cho bạn xem, cái bộ ghép nó bự chằng chằng luôn rồi. Cái bộ ghép của nó không là đã 11 mà, bộ ghép 11 rồi, bạn biết 11 là nó đâu phải nhỏ đâu, cái bộ ghép 11 là nó bên, các bạn 11 rồi bạn, bạn thấy 11 rồi, đó bộ ghép 11 thấy không, chằng chằng ha, thấy chưa? Mùa 1 thấy không? Đó, một cái bò ghép của bá luôn. Mà điều cây này tàn thì hơi hết chút nha. Tàn hết mà cây cũng đang sung ok. Nói chung tàn hết thì gốc hơi cũng đẹp. Rồi chung bán 1 triệu bao ship luôn. Thì anh em nào cũng muốn chơi gốc á thì chơi cái này. Vậy gốc mình làm sao mình sẽ cắt là mình nuôi lại, nói chung là nó sẽ đẹp. Quan trọng là cái chi bạn, chi trong điều bạn, chi điều được rồi. Mình sẽ làm đó bạn. Mình sẽ làm là nó thành cái tác phẩm của mình. Nói chung là ok, gốc thì cũng là khỏi chơi. Rồi chung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Chung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.
chúng sẽ làm những cây mà khủng nè, chúng có cái cây này nè chú hô khủng nhất, chúng sẽ làm những cây mà nó là thật là khủng ha, để cho đây anh em mình sưu tầm. Rồi chúng cảm ơn các bạn nha, rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau ha. Cái lỗi này là không sao, bạn cho bạn xem lại cái lỗi nữa ha. Đây anh em thấy ha, hoàn toàn không có lỗi gì hay gì hết nha, không lỗi nha, thấy chưa, cái này là không có lỗi nha, keo thôi nha. Đó, chúng dám bạn bao bạn là không có lỗi, không có gì hết nha, nó chỉ là lột cái ly, lột cái da thôi ha, lọc da thôi. Anh gì anh em mình nói chung là nó sẽ đang kéo đỏ nè, đang kéo rất đỏ nè, nó sẽ liền, nói chung là liền rất lẹ. Rồi chúng ta xin chào anh em ha, gặp lại anh em trong clip sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của chúng.